sử dụng để mà anh em có thể là sử dụng gia đình này, hay là sử dụng công suất lớn như là anh em cày cuốc để mà làm thợ kiếm ra tiền luôn, rất là được nha. Đây là dòng 3001 lết của nhà đất tông này anh em, công suất con này là 3000 nha, và dòng này á, là dòng mới nhất của nhà đất tông trong cái phân khúc là 3000W trong cái giờ dòng máy đưa xe đó. Đây này anh em, sau qua thì anh em sẽ thấy này, 3000W và 183 nha. Và cái dòng này á, là có sẵn cho anh em cuộn dây 5m này, đặc biệt hơn á, là có thêm cho anh em cái chống giật để mà bảo đảm an toàn cho anh em. Phụ kiện của nó sẽ có một số món đồ mới cho anh em chơi nha. Đây, cái đầu này đầu lọc xanh này, sẽ có thêm cái lục đắng để mà anh em lọc rác bớt và anh em gắn vào chỗ này của máy nha. Cái này là cái mới đó. Còn bình thường á, sẽ là cái đầu cấp đấu vàng này nè. Rồi, thêm cho anh em là một bộ dây dài 12m. Đây là bộ dây lớn này, rất là ngon lành luôn. Đây là thuộc dạng bộ dây xịn nha anh em. Đây là lò lọc để mà anh em bỏ xuống nước để mà khi mà hút này. Rồi, thêm cho anh em là cái bộ súng lớn này, này nha. Khi mà anh em mua máy á, trong bộ phụ kiện nó sẽ không có cái đầu chuyển đổi để mà gài bén như thế này đâu. Đây á, là em đang giới thiệu cho mọi người để mà mọi người có thể là đầu tư mở tiệm này, nó sẽ chuyển đổi từ đầu thủ sẵn thẳng hay là thủ xòe để mà anh em sử dụng nó chuyên hơn, chuyên nghiệp hơn nha. Đây là cái bộ mà bình rửa xe và đầu khớp nấu nhanh luôn này anh em, sẽ rất là tiện khi mà anh em sử dụng nha. Và anh em là có bán cái dòng này, anh em nào cần thì sẽ liên hệ cho em. Và nguyên toàn bộ combo của con này sẽ là 2.590.000 nha anh em. Thì anh em liên hệ em để lấy thêm bộ này nha, bên em có bán thêm đó.